Tại bò tư chiến chào khách hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2022. Tại bò lỡ phía đâu mà lộ là ba bò lỡ. Ở chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến tại xem cùng tham khảo xem xét dụng bò xe nhà giao tận nơi du khách. Bò này bò phát kem lỡ. Tháng tuổi của bò là mấy bò này 8 tháng, chiều cao của bò là 1m2, bò lỡ, hấp kem giấy, trắng như bông bưởi. Đây, hành đòn rất là dài, xương to. Bò tháng tuổi của bò là bò này 8 tháng, chiều cao của bò là 1m2, bò lỡ hấp kem. Ba con bò lỡ này chỉ có giá là 26.500 một con. Ba bò lỡ bắp kem. Đòn rất là dài, mông to, xương sóc lưng đít. Ba bò lỡ chỉ có giá là 26.500 một con. Bò 8 tháng thì cao của bò là 1m2. Chuyện nhỏ lại. Đi. 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 Nguyên cái lỗ bò phía đây chỉ có giá là 22.500. Bò 7 tháng 22.500 kilo, nguyên lô phía đây là pháp kem 3B chỉ có giá là 22.500. Nguyên cái lỗ bò phía đây là 11 con. 11 bò này chỉ có giá là 22.500. Nguyên lô bắt hết nguyên lô đi, nhưng mà bỏ con. Có một cặp bò luôn, có một cặp bò chỉ có giá là 41 triệu, hai bò bắp kem con 20.500, là hai con là 41 triệu. Cảm ơn quý khách suốt thời gian qua đến với trại, thời gian đến với trại xem, còn quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua khách xem tổng thể màn hình phần cần phần đầu viêm vai sân lân bản đùi. Bò liên tục về trại đông để hết xem chốt. Khách đặt hàng tầm 2 con, 3 con, 4 con, 15, 20 trại bò lúc nào có sẵn trong trại.